sẽ thử cho anh em âm thanh của con mic DJI, cộng với việc là mình quay chay con GoPro để âm thanh trực tiếp từ mic của con GoPro. Đến quận 2 ngay khu vực bờ sông để test cam một tí. Bây giờ hiện tại thì mình đang thử khả năng thu âm của nó, khoảng cách thì mình đang gắn ở trên cổ áo này. Mình nói cũng không thực ra không có lớn, không biết thì có thu âm được hay không.
biết các bạn nghe thấy được không? Viên nóc hầm, khu vực đó chắc sẽ rất là nhiều người biết. Đây. Bây giờ giờ cao điểm là giờ cao điểm nên mọi người đi về, hướng về quận nhất cũng rất là đông. Còn đi ra phía đây thì thật sự là giờ này rất là vắng.
rất là vắng nên nhìn cũng hơi ghê.